Thưa quý vị, định hướng phát triển theo hướng tạo ra cái xã hội cần và tìm giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức đang là hướng đi đúng của rất nhiều startup. Định hướng này đang mang lại cơ hội chỗ đứng cho những dự án khởi nghiệp và cũng là xu hướng mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các startup Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhìn thấy cơ hội từ chính bài toán làm sao gia tăng đơn hàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu, startup này đã xây dựng một giải pháp cho phép kiểm định và kết nối được chuỗi cung ứng xanh cho các doanh nghiệp ngành dệt may dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Thời trang bền vững nó đang là một trong những cái câu chuyện mà rất được quan tâm và được ủng hộ của tất cả người tiêu dùng toàn cầu. Nhưng mà cái việc mà các thương hiệu mình có thể tìm kiếm được các xưởng sản xuất mà vừa đáp ứng được tiêu chí xanh và vừa kiếm được tiêu số là rất là phức tạp. Đây là nền tảng chúng tôi đã cung cấp cái đã verify, đã kiểm định và đã xây dựng lên được một cái hệ sinh thái các nhà máy xanh và các nhà máy số, và thông qua đó thì chúng tôi kết nối được các đơn hàng. Là startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đơn vị này đã và đang phát triển các sản phẩm công nghệ thực tế ảo, AI, công nghệ 3D, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, tạo ra nhiều cơ hội trải nghiệm cho người dân và du khách. Ngành 3D đang có giá trị tầm 600 tỷ đô. Và theo như các chuyên gia công nghệ đánh giá thì trong vòng 10 năm đến, ngành 3D sẽ có giá trị hơn nữa, đặc biệt như Metaverse thì có giá trị 1.200 tỷ đô. Thành phố luôn luôn tổ chức những cái cuộc hội thảo và những cuộc gặp mặt để giúp chúng tôi có thể tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh liên hệ của thành phố. Trong bối cảnh lĩnh vực thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, doanh nghiệp này đã tìm kiếm cơ hội từ việc giải quyết thách thức về dữ liệu. Ứng dụng công nghệ về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp đã đưa giải pháp giúp doanh nghiệp trong ngành có thể nắm bắt được thông tin về quy mô thị trường, mức độ cạnh tranh về ngành hàng trong thời gian mới nhất. Công ty cũng sẽ có những cái đội ngũ chuyên biệt với năng lực sẽ là có chuyên môn chuyên về mảng livestream và am hiểu về những cái nền tảng như là Facebook và TikTok. Thì đối với những cái đội ngũ đấy sẽ hỗ trợ cho những cái nhãn hàng mà khi họ muốn gọi là tăng cái doanh số bán hàng trên những cái nền tảng mới. Thời gian qua, cùng với những vườn ươm doanh nghiệp, hiện tại Đà Nẵng đã hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm kết nối hỗ trợ cho các startup tìm kiếm thị trường, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn các startup và nhà đầu tư về công nghệ, góp phần hình thành và xây dựng Đà Nẵng thành một trong ba trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đối với các bạn cần vốn thì chúng tôi kết nối cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các nhà đầu tư thiên thần. Còn đối với các bạn mà đã muốn nâng cao năng lực trình độ quản lý thì chúng tôi hỗ trợ tham gia các chương trình, các khóa đào tạo, huấn luyện, ươm tạo ngắn hạn và dài hạn trong nước và nước ngoài. Nhiều chuyên gia đánh giá, chỉ cần có những định hướng và hỗ trợ phù hợp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để khai thác nhằm tạo ra những tác động tích cực cho xã hội và chính bản thân các startup trong hệ sinh thái.